Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9, do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sát Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 92 vụ tai nạn giao thông, làm chết 71 người, bị thương 55 người. Trong đó đường bộ xảy ra 86 vụ, làm chết 67 người, bị thương 53 người. Đường sắt xảy ra 6 vụ, làm chết 4 người, bị thương 2 người. Lực lượng cảnh sát giao thông của Cục và cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt các địa phương đã kiểm tra, xử lý 23.615 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Trưa nay ngày 14 tháng 9 trên đường Võ Nguyên Giáp Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô. Thời điểm xảy ra tai nạn, một chiếc xe hiệu Hyundai Grand i10 đã va chạm với một xe taxi và bị mất lái quay ngược đầu. Đúng lúc, chiếc xe cứu hộ đi tới. Vụ va chạm khiến chiếc Hyundai bể nát phần đầu và móc méo toàn bộ bên lái, trong khi chiếc xe cứu hộ đang chở một chiếc xe con bên trên chỉ bung và xước sát phần đầu. Chiếc taxi cũng không bị hư hại nhiều. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến giao thông trên tuyến bị cản trở. Vietjet Air ngày hôm nay đã bắt đầu mở bán vé Tết cho tất cả các đường bay nội địa và các đường bay quốc tế đến Hàn Quốc, Myanmar, Đài Loan, Singapore và Thái Lan, giá trị từ 199.000 đồng. Thời gian bay từ nay đến ngày 22 tháng 4 năm 2016. Đặc biệt, vào giờ vàng khuyến mại 12 giờ đến 14 giờ trong 3 ngày 16, 17 và 18 tháng 9 năm 2015, Vietjet sẽ mở bán 500.000 vé, giá trị từ 0 đồng, áp dụng cho thời gian bay từ mùng 1 tháng 1 năm 2016. Đến 22 tháng 4 năm 2016, hãng cũng có kế hoạch mở thêm các đường bay mới và tăng tần suất các chặng bay có nhu cầu mua vé cao như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hơn 20 chuyến khứ hồi một ngày, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 10 chuyến khứ hồi một ngày, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng 6 chuyến một ngày, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang 3 chuyến khứ hồi một ngày. Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không, các công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất thực hiện nghiêm việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, trừ trường hợp theo cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các cơ quan này cũng phải rà soát nội quy, xây dựng quy trình về việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Lý do là thời gian qua, một số tổ chức cá nhân đã phản ánh đến Cục Hàng không về việc rò rỉ thông tin cá nhân, hành trình, lịch trình trên các chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam. Các thông tin này được sử dụng vào các mục đích khác nhau, xâm phạm đời tư cá nhân, gây phiền nhiễu cho hoạt động di chuyển của hành khách đi lại bằng hàng không. Đội Cảnh sát Giao thông số 14, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, đơn vị phụ trách địa bàn hai bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm cho biết, thời gian qua, đội đã tăng cường việc kiểm tra, xử lý nghiêm những xe khách vi phạm các lỗi như dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, chạy sai lộ trình đã được cấp phép, chở quá số người theo quy định. Thay vì chốt cố định tại một điểm, một khung giờ nhất định như trước, hiện các tổ công tác của đơn vị này liên tục thay đổi thời gian, địa điểm kiểm tra. Ngoài các tổ tuần tra công khai, đơn vị còn bố trí lực lượng bí mật dùng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi hình lại những hình ảnh vi phạm của các lái xe, làm căn cứ cũng như bằng chứng xử lý nghiêm các nhà xe vi phạm. Chỉ trong thời gian ngắn, đội cảnh sát giao thông số 14 đã lập biên bản xử lý 615 trường hợp, tạm giữ 482 bộ giấy tờ các loại, phạt tiền hơn 305 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 68 trường hợp. Ngoài việc xử phạt, đội cảnh sát giao thông số 14 còn yêu cầu các nhà xe ký cam kết không vi phạm. Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 đến khu vực miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam, 44 chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ các sân bay khu vực này đã bị hủy. Đây là số liệu thống kê mới nhất chúng tôi vừa nhận được từ các hãng hàng không tại Việt Nam. Cụ thể, Vietnam Airlines cho biết tất cả các chuyến bay đi và đến Đà Nẵng trong khung giờ từ 14 giờ đến 17 giờ ngày hôm nay, 14 tháng 9 sẽ bị hủy nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và các chuyến bay. Trong đó, hủy 7 chuyến nội địa tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng, 5 chuyến Hà Nội Đà Nẵng, 2 chuyến Đà Nẵng Hải Phòng, 4 chuyến quốc tế đến và đi Hàng Châu, Siem Reap từ Đà Nẵng. Trước đó, Vietnam Airlines cũng đã không khai thác 4 chuyến bay đến đi Buôn Ma Thuột và 2 chuyến bay đến đi Chu Lai từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Còn hãng Vietjet Air cho biết, trong ngày hôm nay 14 tháng 9 năm 2015, có tổng cộng 18 chuyến bay đi và đến Huế, Đà Nẵng và Chu Lai buộc phải hủy chuyến. Những hành khách này sẽ được chuyển sang chuyến bay kế tiếp gần nhất, hoặc hoàn vé không thu phí, hoặc hoàn bảo lưu. Theo dự báo từ chiều tối ngày hôm nay, ngày 14 tháng 9, bão số 3 sẽ đổ bộ vào vùng ven biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giật cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều tàu thuyền khu vực miền Trung. Nhiều tàu thuyền có nguy cơ gặp nạn. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, nhiều tàu thuyền ngư dân địa phương gặp nạn do ảnh hưởng thời tiết xấu. Cụ thể, tàu BD-91052-TS của ông Phạm Thanh Trường, trú tại phường Đống Đa, Quy Nhơn, bị hỏng máy, thả trôi tại vị trí cách Nha Trang 103 hải lý từ trưa ngày 13 tháng 9. Trước đó, 3 thuyền viên trên tàu cá BD-91012-TS bị mất tích từ ngày 11 tháng 9 khi đang hành nghề trên biển. Nhận được tin báo, tàu Cảnh sát biển 2014 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã đến tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, do sóng lớn nên công tác tìm kiếm đang bị tạm hoãn, thuyền trưởng đã cho tàu về cảng Quy Nhơn. Hiện các địa phương đang tích cực triển khai công tác phòng chống bão, tiếp tục kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn. Tính đến sáng nay 14 tháng 9, hơn 29.000 tàu thuyền đã tiếp nhận được thông tin về vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết để triển khai tránh trú bão số 3, đặc biệt nghiêm cấm tàu cao tốc tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn. Cước taxi tại Việt Nam đang đắt hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Điều này khiến nhiều người quan ngại khi thu nhập và mức sống của người dân nước ta lại thấp. Trao đổi với chúng tôi, nhiều chuyên gia giao thông khẳng định do chi phí đầu vào cao nên giá thành taxi cũng vì thế mà tỷ luận thế ạ. Theo ông Ngô Chí Long, một chuyên gia kinh tế nghiên cứu về vấn đề này cho biết, có 3 yếu tố cơ bản khiến giá cước taxi tại Việt Nam cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực, thậm chí cao hơn cả Singapore. Đó là chi phí mua xe, giá nhiên liệu và các phí và lệ phí của Việt Nam. Chi phí của cả 3 yếu tố này tại Việt Nam đều đang cao hơn nhiều lần so với các nước khác trong khu vực. Thứ nhất là cái giá ô tô chúng ta quá cao. Ô tô là một tài sản rất lớn, chi phí khấu hao rất lớn. Mà gấp 2, gấp 3 lần thì chắc chắn có giá nào mà có thể chịu nổi được, hạ được. Vấn đề thứ hai là rất nhiều những khoản phí, phí lệ phí. Ở các nước thì không có lệ phí, chỉ có Việt Nam mới có phí thôi, vì lệ phí thôi. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là cái giá xăng dầu của chúng ta tương đối cao và một số những yếu tố khác nữa. Cho nên là yếu tố đầu vào của chúng ta tăng cao, đặc biệt là giá ô tô thì chắc chắn chúng ta không thể so sánh bằng cái giá đầu ra là giá cước họ. Còn theo đại diện một số hãng taxi, để vận hành một chiếc taxi trong một năm, trung bình mất khoảng 350 triệu đồng, trừ các chi phí đầu vào như các chi phí nêu trên. Cộng với chi phí trả lương lái xe, khấu hao cơ bản, sửa chữa lớn, thì giá cước taxi rơi vào khoảng 11.000 đến 13.000 một km tùy hãng. Và hiện các hãng taxi đang bị lỗ do không thấy lợi nhuận từ giá cước, mà từ việc bán thương quyền và khấu hao phương tiện. Do đó, theo vị đại diện này, nói giá cước Việt Nam cao bất thường là chưa chính xác. Cũng liên quan đến vấn đề này, đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết giá cước taxi nước ta cao, còn do tỷ lệ chạy xe rỗng của taxi còn nhiều, khoảng 60%. Bên cạnh đó, do không có chỗ đỗ xe, nên taxi phải chạy nhiều trên đường, khiến chi phí càng tăng cao. Nhằm đối phó việc thiếu bằng cấp lái tàu, tránh bị lực lượng chức năng xử phạt, nhiều gia đình doanh nghiệp vận tải thủy đã thuê bằng thuyền trưởng hạng nhất, hạng nhì với giá từ 3 đến 7 triệu đồng một tháng để tránh bị phạt. Theo Chi cục Đường thủy Nội địa phía Nam, theo quy định, người có bằng thuyền trưởng hạng nhất phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. Trong khi đó, đa phần doanh nghiệp, hộ gia đình hành nghề vận tải thủy có truyền thống gia truyền con nối trên vùng sông nước, không có điều kiện học hành để có bằng cấp theo quy định. Để đối phó với việc thiếu bằng cấp lái tàu, nhiều gia đình doanh nghiệp vận tải thủy đã thuê bằng thuyền trưởng hạng nhất, hạng nhì với giá từ 3 đến 7 triệu đồng một tháng để tránh bị phạt khi bị kiểm tra. Trước đó, nhiều doanh nghiệp vận tải thủy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đổi mới quy định bằng thuyền trưởng, theo đó cho phép người có bằng thuyền trưởng hạng 3 được lái tàu xà lan ở hạng bằng thuyền trưởng hạng 2, người có bằng thuyền trưởng hạng 2 được lái tàu ở hạng bằng thuyền trưởng hạng nhất. Đồng thời kiến nghị đưa quy định tiêu chuẩn của người có hạng bằng thuyền trưởng hạng nhất được phép lái tàu có tải trọng lớn hơn so với hiện nay.
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Thưa quý vị, mặt đường lồi lõm xuống cấp nghiêm trọng là thực trạng đang diễn ra tại quốc lộ 5. Vậy nhưng theo đề xuất của Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam, tới tháng 4 năm 2016 sẽ tăng mức phí gấp đôi, thậm chí là gấp 3 đối với một số loại xe cơ giới khi lưu thông trên tuyến đường này. Việc tăng phí đường bộ quốc lộ 5 hiện đang không nhận được sự đồng tình và ủng hộ từ phía dư luận xã hội và các doanh nghiệp vận tải. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tình trạng mặt đường xuống cấp, lún sâu 2 đến 3 cm, kéo thành từng đoạn dài 40 đến 50 m đã xảy ra từ nhiều tháng qua. Nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy tình trạng xuống cấp mặt đường khá rõ, tạo thành các vết lằn bánh xe kéo dài. Đường xuống cấp nhưng hoạt động sửa chữa, cải tạo lại không được chú trọng. Điều này dẫn tới việc nhiều chủ phương tiện đã không đồng tình với chủ trương tăng phí quốc lộ 5 lên gấp 2 đến 3 lần so với hiện tại. Nếu anh nâng cấp, tăng lệ phí lên thì được. Đấy, còn hiện tại thì lệ phí, chất lượng đường nó phải tốt. Chứ cái đường này đi rất khó đi. Tình trạng xuống cấp, hư hỏng mặt đường quốc lộ 5 hiện xảy ra ở cả hai chiều đường. Nghiêm trọng nhất là đoạn qua khu vực thành phố Hải Phòng và thành phố Hải Dương. Phải đường ngon, đường sạch, đường không róc, không bị phá thì chúng tôi nhất trí đồng ý, còn đường róc phá hại đường thì không nên tăng giá vé vì người ta có mua cái tem đăng kiểm rồi. Nên như thế là nó quá cao. Như thế thì nó không chấp nhận được, bởi vì một cái con đường như thế mà nó cái gì nó cũng đổ đầu hết vào cái đầu xe, thế thì nó có lệ phí xăng dầu các thứ nó cũng vào hết rồi. Thế tất cả mọi cái là cũng chính phủ cũng ấy cũng đã có phê duyệt đã đánh vào, nếu mà lệ phí đường mà tăng lên nữa thì không được. Tăng phí quốc lộ 5 cũ hiện không nhận được sự đồng tình ủng hộ từ phía các doanh nghiệp vận tải hàng hóa cũng như vận tải hành khách. Một số doanh nghiệp cho rằng tăng phí bắt buộc phải tăng giá cước vận tải và giá vé hành khách. Trong khi đó, mặt đường xuống cấp, hư hỏng thì lại không được cải thiện. Chúng tôi cũng không thể thắc mắc được, còn chất lượng đường thì rõ ràng là một ngày một kém đi và thậm chí là ổ gà, ổ sâu đi vất vả, không được đảm bảo được cái tốc độ, kể cả tốc độ 80 như nhà nước cho phép. Chúng tôi cũng rất nhiều đoạn không đảm bảo được. Và hành khách cũng rất kêu nếu như tăng một chút thì chúng tôi có thể giảm lãi đến và sử dụng các cái, tích cực sử dụng cái biện pháp khác, ví dụ như là giảm chi phí của bộ máy đi. Tiết kiệm, tăng phần kiệm, nhưng mà giảm đến, nếu tăng đến 3 lần thì chúng tôi không còn cách nào khác là phải tăng giá vé. Theo đề nghị của VDP, trong năm 2015, mức phí trên quốc lộ 5 sẽ tăng 45.000 đồng một xe dưới 12 chỗ ngồi. Còn từ ngày 1 tháng 4 năm 2016, phí thu thấp nhất là 52.000 đồng một lượt với xe dưới 12 chỗ ngồi, cao nhất là 200.000 đồng một lượt với xe tải 18 tấn trở lên, container 40 feet. Theo thống kê, mỗi ngày trên quốc lộ 5 có từ 30 đến 32.000 lượt phương tiện lưu thông. Bản tin Giao thông an toàn ngày 14 tháng 9 của VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.